hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đông y Du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một cẩm nang đông dược để tìm hiểu về những giá trị dinh dưỡng từ khóm, một loại trái cây quen thuộc mang hương vị thơm ngon và ngọt ngào. Vì sao người cao tuổi thường bị táo bón, cách cải thiện tình trạng này như thế nào và phòng ngừa ra sao? Đây là đề tài sẽ được trao đổi cùng với bác sĩ Trần Bửu Quốc, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh trong một trò chuyện cùng thầy thuốc. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi một loại trái cây đều cho những giá trị dinh dưỡng khác nhau. Riêng các loại trái quen thuộc mang vị chua ngọt như bưởi, cam, quýt, xoài, mận, khóm, vân vân có chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất giúp tăng cường khả năng chống chịu của cơ thể trước nguy cơ một số bệnh tật. Trong số đó, khóm là loại trái cây đa dụng, vừa là thực phẩm giúp kích thích vị giác, chế biến được nhiều món ăn ngon, vừa bổ sung chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trái khóm còn có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng miền như dứa thơm. Cùng với các loại trái cây khác, khóm rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Trong khóm có chứa các chất protein, canxi, sắt, vitamin C, vitamin E, phosphor, các sinh tố A, B1, B2, lại có rất nhiều chất xơ. Đặc biệt trong nước khóm có chứa chất men enzyme giúp kích thích tiêu hóa, giảm chứng ở nóng khó tiêu. Trong những ngày hè oi bức, thường cơ thể mọi người khô khan, mệt mỏi, ăn không ngon miệng, thì khóm là một loại thực phẩm khá lý tưởng để giải nhiệt, kích thích vị giác. Theo đông y, trái khóm có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, tránh táo bón. Lượng vitamin C chứa trong trái khóm còn ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh sâu răng. Nước ép khóm là tác nhân chống viêm, giảm sưng sau phẫu thuật. Mặc dù có vị chua ngọt, thơm ngon hấp dẫn, nhưng khóm lại cho giá trị năng lượng rất thấp. Do đó, đây cũng là một loại thực phẩm khá lý tưởng để giảm bớt lượng mỡ thừa cho cơ thể, thích hợp với khẩu phần ăn của những người cần giảm cân. Với nguồn chất khoáng dồi dào như canxi, chất xơ, kali, brom, iod, các enzyme, nên khóm còn đóng góp vào quá trình phát triển của xương, sụn, nhất là chất mangan, một chất khoáng cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Vì vậy, sử dụng nước ép khóm thường xuyên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của xương cho thanh thiếu niên, trẻ em, tăng cường sức mạnh của xương cho những người lớn tuổi. Vào những ngày đông xuân, thời tiết trở lạnh, nên nhiều người thường mắc các chứng bệnh về hô hấp. Do đó, tăng cường sức đề kháng để cơ thể tránh được nguy cơ xâm nhập của các loại virus, vi khuẩn là vô cùng cần thiết. Vì vậy, sử dụng khóm là cách đơn giản nhất để cung cấp nguồn vitamin C vào cơ thể. Ngoài ra, khóm còn là tác nhân trung gian làm tăng quá trình hấp thụ chất sắt từ các loại rau củ quả vào cơ thể và đẩy nhanh quá trình lành sẹo. Khóm thường được dùng trực tiếp dưới dạng nước ép hay món trái cây tráng miệng, hoặc cầu kỳ hơn một chút thì có thể sử dụng khóm để chế biến một số món ăn khá hấp dẫn như khóm xào chua ngọt, khóm nấu canh chua, khóm chiên bơ hay xà lách khóm, vân vân. Tuy vậy, nhưng khi dùng khóm cũng cần phải cẩn thận với những trường hợp thể hàn thấp. Không nên ăn nhiều quá sẽ gây rát lưỡi, đặc biệt không nên ăn khóm khi bụng đang đói. Để có một trái khóm ngon, khi mua nên lựa những trái chín vàng, mắt to và đều nhau. Mùi hương dịu ngọt tỏa ra ở phần cuối trái, lá trên cuốn còn xanh, cầm trái khóm cảm thấy nặng. Đây là dấu hiệu cho thấy trái khóm có nhiều nước và nhiều thịt trái. Tránh mua những trái có bề ngoài bị dập, mắt thâm đen và lá ú vàng. Mặc dù có vỏ cứng, nhưng trái khóm rất dễ bị úng nếu để lâu. Vì vậy, nên để nơi thoáng mát và sử dụng trong 3 ngày. Nếu gọt vỏ, bọc kín với túi ni lông và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, thì khóm sẽ giữ được độ tươi trong thời gian 5 ngày. Với hương vị ngọt ngào, những trái khóm ngát hương không chỉ là một loại trái cây ngon mà còn góp phần không nhỏ giúp tăng cường sức đề kháng, cung cấp những dưỡng chất quý giá để bảo vệ sức khỏe. Kính thưa quý vị khán giả, táo bón là một bệnh lý không nguy hiểm nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người bệnh trong quá trình sinh hoạt. Bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng nhưng thường gặp ở người cao tuổi nhiều hơn. Trong một trò chuyện cùng thầy thuốc kỳ này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Trần Bửu Quốc, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, xoay quanh những vấn đề về phòng ngừa và điều trị bệnh táo bón ở người cao tuổi. Trước hết thì xin kính chào thạc sĩ bác sĩ Trần Bửu Quốc đã dành thời gian của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin bác sĩ cho biết là vì sao mà bệnh táo bón thường xảy ra ở người cao tuổi nhiều hơn ạ? Vâng, xin chào như thầy. Xin kính chào quý khán giả xem đài. Người lớn tuổi bao giờ họ có một cái chế độ ăn không phù hợp, tức là thức ăn như là xơ, chất xơ đó,
Và nước thì thường thì người lớn tuổi rất ít uống nước và rất ít ăn chất xơ. Bên cạnh đó thì những người lớn tuổi họ thường hay ăn những cái gia vị rất là cay, nóng và mặn. Thì chính những cái gia vị đó nó làm cho cái lượng phân trong cơ thể bị vón cục và bị khô đi, cho nên khi đi cầu rất khó. Và ở người lớn tuổi thường nó có một cái lý do nữa, đó là do các cái cơ như là cơ vùng xương chậu, cơ ở các cái cơ hoành nó yếu đi. Thì khi mà họ đi cầu thì cái vùng này nó yếu, cho nên là cái sức rặn của họ không có. Và thêm một cái điểm nữa ở người lớn tuổi là họ mắc các cái bệnh lý mãn tính rất nhiều, và những cái bệnh lý đó họ còn phải dùng thuốc, ví dụ như là cao huyết áp, ví dụ như tiểu đường, rồi những cái bệnh lý về dạ dày đó. Chính vì vậy mà họ phải dùng những cái thuốc đó lâu ngày, thì chính những cái thuốc đó nó có những cái tác dụng phụ gây ra cái táo bón. Thưa bác sĩ, thường thì mọi người hay nghĩ rằng táo bón là do những cái chế độ mà chúng ta ăn uống không hợp lý gây ra, chỉ cần chúng ta điều chỉnh lại là được rồi. Thì đây có phải là nguyên nhân chủ yếu hay không, hay là còn những nguyên nhân nào khác nữa ạ? Cái chế độ ăn uống là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái chứng táo bón. Thì ngoài ra nó có những cái lý do khác nữa. Ví dụ như những người làm việc mò nhiều, những người ví dụ như là thợ may này, các cái người làm việc hành chính ở văn phòng thì họ ngồi nhiều. Rồi những người bệnh mãn tính, tức là bệnh mãn tính như lúc nãy tôi có nói, bệnh mãn tính họ uống rất nhiều thuốc, đó cũng là một cái lý do gây ra cái chứng táo bón. Rồi những người có cái thói quen ăn không ăn rau, uống nước ít. Rồi những người có những cái bệnh lý về đường ruột, ví dụ như là ung thư đại tràng hay là u ở đại tràng, trực tràng, hay là những bệnh lý về đường ruột, ví dụ như dạ dày cũng vậy, thì đó là cái lý do để gây ra cái chứng táo bón. Nhân đây thì cũng xin thạc sĩ Trần Bửu Quốc có thể cho biết thêm, nếu như chúng ta bị táo bón kéo dài thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe? Đối với người cao tuổi thì họ đã lớn tuổi, sức khỏe họ đã yếu và có những cái bệnh lý mãn tính kèm theo rồi, mà lại họ thêm cái chứng táo bón này nữa, thì cái sức khỏe họ càng ngày nó càng yếu đi. Và cái bực bội, cái cáu gắt nó, đôi khi nó đâm ra nó làm cho cái người này họ luôn luôn trong tình trạng là mất ngủ. Đôi khi họ nhiều quá, lâu quá thì họ nhức đầu, họ chóng mặt, ăn ngủ không ngon. Thông qua những cái thông tin mà bác sĩ vừa cung cấp thì táo bón nó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần nè, rồi đến giấc ngủ, đến sinh hoạt của người bệnh nữa. Vậy thì chúng ta có cách gì để có thể cải thiện được hay không ạ? Mà một trong những cái cách mà để chúng ta cải thiện được cái vấn đề táo bón này, đó là chế độ ăn uống. Cái cần nhất của người lớn tuổi đó là chất xơ. Nhưng vì cái người lớn tuổi họ ăn chất xơ không được nhiều, bởi vì răng họ không còn nè, cái sức nhai không còn nè, rồi cơ thể nó hấp thu cũng ít nữa. Cho nên là tốt hơn hết là chúng ta nên cho những cái người lớn tuổi này ăn những cái chất xơ mà được nấu nhừ, hoặc là những chất xơ mà chất xơ nó dạng lỏng á, tức là dạng nước á, tức là những chất xơ đó là những chất xơ hòa tan. Đối với những người lớn tuổi thì chúng ta nên nấu chín cho họ ăn, bớt nhai đi, và uống được nhiều nước, ăn được nhiều rau đi. Mình nói rau cho họ dễ hiểu, chứ nấu chất xơ không thì ok không. Hoặc là ăn cam nè, ăn bưởi nè, uống những nước trái cây. Bên cạnh đó mình khuyến khích họ tập thể dục. Một trong những cái tập thể dục mà đơn giản và dễ làm nhất đó là đi bộ quanh nhà. Vâng, trong thiên nhiên của chúng ta thì cũng có rất là nhiều cây thuốc có thể giúp cải thiện và có thể phòng ngừa được chứng táo bón. Thì cũng nhân đây xin thạc sĩ bác sĩ Trần Bửu Quốc có thể giới thiệu đến quý vị khán giả. Một số cái chất mà chúng ta có thể tìm được, ví dụ như là lá mùn, tức là để chúng ta gọi là điều trị tại nhà đó, một ngày chừng 1-2 lá thôi, chúng ta hấp cho người lớn tuổi họ nhai, hoặc là chúng ta hấp rồi xé nhỏ ra cho họ ăn chung với cơm cũng được. Hoặc là những bên cạnh đó có những cái lá dễ ăn hơn như là rau dền, rau đay, rồi khổ qua đó, hoặc là những cái thức ăn dễ tìm hơn nữa, đó là ví dụ như là cam, bưởi, chanh, tức là những cái trái cây á, trái cây nào cũng có một chất lượng chất xơ nhất định của nó. Rồi lớn tuổi thì chúng ta thấy họ khó nhai thì chúng ta hầm nhừ ra những cái chất rau đó mà chúng ta tìm được đó, như là rau dền, rau đay, rau đắng, khổ qua, cam, bưởi, chanh, quýt gì đó. Đó là những cái thức ăn, nhưng mà nó lại là coi như là một vị thuốc để điều trị cái chứng táo bón cho người lớn tuổi. Để phòng ngừa được chứng táo bón thì chúng ta cần phải có những cái thói quen tốt như thế nào, nhất là đối với người lớn tuổi ạ? Vâng, đối với người lớn tuổi thì vấn đề phòng ngừa cũng gọi là tương đối dễ, nhưng phải có sự hỗ trợ của gia đình, tức là người thân. Thì cái phòng ngừa thứ nhất để cho không bị chứng táo bón đó là về chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống như lúc nãy tôi có nói là chúng ta làm sao có được cái chất xơ, tức là rau cải hay là hoa quả. Rồi bên cạnh đó nước uống,
Nước uống ta nên cho người lớn tuổi uống và nhắc nhở người lớn tuổi uống. Uống nhiều nước thì nó sẽ giúp được cái sự thải phân nó dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là để phòng ngừa nữa thì đó có vận động. Nhắc nhở người lớn tuổi cứ sáng, tốt nhất là buổi sáng, nhắc nhở họ đi cầu mỗi ngày một lần hoặc là hai lần cũng được. Thì chính vì mình nhắc như vậy nó tạo thành một cái thói quen, và cái thói quen người ta gọi là, trong y học người ta gọi là cái phản xạ có điều kiện đó. Thì những cái đó thôi thì cũng sẽ giúp được cho người lớn tuổi sẽ mất đi cái chứng táo bón. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, còn đến đây thì chương trình Đông Y Du Khỏe cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.